Xin chào các bạn, hôm nay trang sức Em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Nhân nữ Sapphire Thanh Lịch. Em và tôi trao chọn niềm tin, đồng hành cùng bạn. Nhân nữ Sapphire Thanh Lịch thiết kế kiểu dáng vừa sang trọng vừa thời trang. Với chỉ một chiếc nhẫn nhỏ xinh thôi, cũng đủ giúp cho đôi bàn tay của người đeo trông mềm mại và thanh thoát hơn. Và chiếc nhẫn Sapphire này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho phái đẹp. Sản phẩm là món quà tặng hợp mệnh dành cho những ai mang mệnh thủy và mệnh mộc. Nhân nữ Sapphire Thanh Lịch, bảo hành chu đáo. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 35 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.